Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 27 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, rạng sáng ngày đầu tuần, lũ lụt và lở đất đã xảy ra ở huyện Đan Ba, Châu Tự Trị Dân Tộc Tạ Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên. Rất nhiều cư dân mạng đã đăng tải đoạn video về trận lũ kinh hoàng này. Nước lũ lao tới, rất nhanh đã nuốt trôi nhiều ngôi làng trên đường mà lũ đi qua và một số ngôi làng đã biến mất trong nháy mắt. Theo tin tức từ các phương tiện truyền thông Bắc Kinh, vào rạng sáng ngày thứ hai đầu tuần này, tại Mai Long Câu, thị trấn Bán Phiến Môn, huyện Đan Ba, Châu Tự Trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, do đất đá đổ từ trên núi xuống chặn đứng dòng sông Tiểu Kim Xuyên nên đã hình thành một đập nước. Từ thông tin của Ban tuyên giáo của Đảng ủy quận Đan Ba, Châu Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên cho biết, các đập nước bị vỡ và tràn vào hướng xuống hạ lưu, nhấn chìm và phá hủy những ngôi nhà trong thôn và trạm phát điện. Hiện tại, hơn 20.000 người đã được sơ tán và di chuyển đến khu vực an toàn. Dương Hoa, một người dân ở Mai Long Câu nói rằng, trận sạt lở đất xảy ra vào lúc 3 hoặc 4 giờ sáng. Khi anh đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hô hào của người dân trong làng rằng đã xảy ra một vụ lở đất. Người dân trong làng nhắc nhở nhau kịp thời di tản. Sau đó lở đất dẫn đến đập nước bị phá hủy và gây ngập lụt trong ngôi làng. Đoạn video tại hiện trường cho thấy vụ lở đất xảy ra ở một ngọn núi cây cối mọc um tùm và hầu hết các ngôi nhà ở vùng núi hẻo lánh đã bị nước bùn và đá tàn phá. Ngoài Mai Long Câu ra, các ngôi làng ở vùng hạ lưu của sông Tiểu Kim Xuyên cũng chịu thảm họa bởi vỡ đập nước. Các nhân viên công tác của Ban tuyên giáo huyện Đan Ba nói rằng, đập chắn nước khiến các con đường trong khu vực Lan Thủy Loan bị gián đoạn và một vụ lở đất đã xảy ra tại làng An Nương Trại của Lạn Thủy Lan. Đến 12 giờ ngày thứ ba, đập tại Mai Long Câu về cơ bản đã ổn định nhưng nước lại bắt đầu tràn ra. Nước sông đánh vào vùng hạ lưu, con sông gần làng A Nương Câu đã cuốn trôi những ngôi nhà và phá hủy con đường của làng. Ngoài ra, các cơ sở như nhà cửa, giao thông, điện lực cùng các phương tiện thông tin liên lạc trong khu vực đều bị hư hại ở mức độ khác nhau. Tổng chiều dài đường bị xói mòn vào khoảng 1,7 km. Nhà máy điện Mai Long Câu bị phá hủy, còn nhà máy điện Nương Câu đang đứng trước nguy cơ. Đoạn video được rất nhiều cư dân mạng đăng tải khiến người xem phải thất kinh. Nước lũ khổng lồ từ thượng lưu lao nhanh xuống đến mức một số ngôi làng lớn biến mất trong nháy mắt, mà từ đỉnh núi đất đá đột nhiên đổ xuống nuốt chửng và chôn vùi nhiều ngôi làng. Cho tới bây giờ, vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người đã chết khi vẫn còn đang ngủ. Vào lúc 3 giờ 40 phút sáng ngày thứ ba, vỡ đập ở tỉnh Tứ Xuyên, lũ lớn đến mức hai ngôi làng biến mất ngay tức khắc. Hơn 20.000 người khác đã được di rời. Tuy nhiên, có hai người khác vẫn bị mất liên lạc. Ở các tỉnh phía Tây Nam của Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Một trận lở đất đá đã xảy ra ở huyện Đan Ba, tỉnh Tứ Xuyên, khiến các ngôi làng trong vùng sâu bị chôn vùi. Hiện tại vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người dân đã chết. Theo thống kê, vào lúc 4 giờ chiều hôm thứ Ba, lũ lụt và lở đất đá đã xảy ra ở 10 nơi của khu vực huyện Đan Ba, phá hủy khoảng 22 km đường xá và 30 km sông ngòi. Hầu hết các loại hoa màu và cây trồng của dân làng đã hoàn toàn bị tàn phá. Đập nước ở Đan Ba, Tứ Xuyên vỡ, khiến cho nước lao xuống phá hủy các ngôi làng trên đường nơi lũ quét qua. Nhiều ngôi làng gần như bị san phẳng. Trong giờ đó, ở An Nương Câu, Châu Tự Trị Dân Tộc Tạ Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, chỉ còn lại 15 ngôi nhà trong toàn bộ ngôi làng sau khi lũ đi qua. Lũ lụt với 4 cây cầu với vốn đầu tư 140 triệu nhân dân tệ cũng đã bị phá hủy. Tuy nhiên, đối với một thảm họa nghiêm trọng như vậy, tất cả các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đưa tin một cách hời hợt. Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường nói rằng nhiều người bị mắc kẹt trong nhà của các ngôi làng bị ngập lụt. 14 người trong số họ đã được giải cứu thành công và còn hai người khác thì bị mất liên lạc. Đáp lại, một số cư dân mạng đã đăng tải một đoạn video tiết lộ vào hôm thứ Hai rằng thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ngập lụt. Các phương tiện truyền thông của chính quyền địa phương đã huy động gần như toàn bộ lực lượng và hàng trăm phóng viên đi theo để chụp những bức ảnh gọi là truyền năng lượng tích cực. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại của người dân ở các khu vực bị thiên tai thì lại bị bỏ qua. Cư dân mạng nhao nhao để lại bình luận, đảng cần giữ thể diện cho nên nhân dân không thể đòi mạng. Nếu đập Tam Hiệp xảy ra chuyện chắc chắn sẽ lại làm một bộ phim lớn Đại Quốc chống lũ.
Thưa quý vị, đợt mưa lớn gây lũ quét nghiêm trọng ở Bắc Kinh những ngày qua đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng tính đến sáng ngày 27 tháng 8. Thông tin mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Bắc Kinh cho biết, tính đến 6 giờ ngày 27 tháng 8 theo giờ địa phương, đợt mưa lớn tấn công thành phố do chịu ảnh hưởng của bão Doksuri đã khiến 11 người thiệt mạng và 27 người mất tích. 44.673 người ở 13 trên 16 quận bị ảnh hưởng. 127.000 người đã phải di rời đến nơi an toàn, trong khi các thiệt hại về kinh tế vẫn đang được thống kê. Cũng theo dữ liệu do cơ quan này cung cấp, Bắc Kinh đã phải trải qua một đợt mưa lớn liên tục kể từ 3 ngày trước đó, trong đó các khu vực phía Tây, Tây Nam và Nam thành phố đã phải hứng chịu lượng mưa xối xả. Tính đến 6 giờ ngày 27 tháng 8, lượng mưa trung bình của Bắc Kinh là 257,9mm. Lớn nhất là lượng mưa ở quận Môn Đầu Câu lên tới 470,2mm, Phòng Sơn 414,6mm và Thạch Cảnh Sơn là 333,2mm. Đặc biệt, có hai trạm quan trắc lượng mưa tích lũy vượt 700mm, gồm hồ chứa Vương Gia Viên ở quận Sương Bình lên tới 736,3mm và Cao Sơn Mai Khôi Viên ở Môn Đầu Câu đạt 722,4mm. Mặc dù mưa đã ngớt ở một số khu vực miền Bắc Trung Quốc, nhưng Đài Khí tượng Trung ương nước này sáng ngày 27 tháng 8 vẫn tiếp tục duy trì cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong 4 cấp. Đây là lần đầu tiên trong 12 năm Trung Quốc phải ban bố cảnh báo mưa lớn ở mức cao nhất kể từ năm 2011. Đây cũng là ngày thứ tư liên tiếp hàng trăm triệu người dân ở miền Bắc nước này, trong đó có Bắc Kinh phải đối mặt với cảnh báo đỏ về lượng mưa. Mưa lớn gây lũ quét ở Môn Đầu Câu, Bắc Kinh khiến nhiều xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, nhiều tuyến phố ngập bùn sau khi nước rút. Khi xảy ra mưa lớn, người dân Bắc Kinh đã được khuyến cáo không ra khỏi nhà trừ trường hợp bất khả kháng. Sáng sớm ngày 27 tháng 8, quân đội Trung Quốc đã phải điều 4 máy bay trực thăng đến Môn Đầu Câu, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, để thực hiện nhiệm vụ tiếp tế lương thực và cứu hộ. Do ảnh hưởng của mưa lũ, ba đoàn tàu đang bị mắc kẹt tại đây, giao thông, đường bộ ở một số khu vực bị tắc nghẽn hoàn toàn. Đài phát thanh truyền hình Bắc Kinh cho biết, sau khi đỉnh lũ hình thành vào sáng ngày 26 tháng 8, thành phố này đã phải lần đầu tiên sử dụng đến hồ chứa lũ được xây vào năm 1998. Theo đánh giá của cơ quan khí tượng Trung Quốc, Doksuri là cơn bão mạnh nhất tấn công nước này trong năm nay, cũng là cơn bão mạnh thứ hai đổ bộ vào Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc kể từ khi tỉnh này có các ghi chép về khí tượng. Trong lúc Trung Quốc vẫn đang vật lộn với hậu quả bão Doksuri cũng như hoàn lưu bão gây mưa lớn, bão Kanun dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang vào ngày 28 tháng 8. Theo dự báo của Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, bão nhiệt đới Kanun đã phát triển thành một cơn bão mạnh vào khoảng 5 giờ sáng ngày 26 tháng 8 giờ địa phương. Tốc độ gió vùng gần tâm bão đạt 40 m/s, tức cấp 13. Cơn bão này dự kiến sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20 km/h và đi vào vùng biển Hoa Đông, trong khi tiếp tục mạnh lên. Đây là cơn bão thứ 6 trong năm nay ở nước này và rất có thể sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển của tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc trong khoảng thời gian từ chiều đến đêm ngày 28 tháng 8 với cường độ mạnh, thậm chí là siêu bão với sức gió cấp 14, cấp 16. Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc trong một thông báo cho biết do bão Doksuri đã ảnh hưởng đến các khu vực mà bão Kanun dự kiến đi qua, khiến nước trong đất canh tác đã bão hòa, trong khi bão Kanun đổ bộ với cường độ mạnh, lượng nước lớn. Khoảng cách thời gian đổ bộ giữa hai cơn bão ngắn, các khu vực bị ảnh hưởng chồng chéo, do vậy có thể tác động nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp tại các khu vực này. Trước xu hướng phát triển của bão, Cục Hải sự thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp tại đây lên cấp 3. Từ 15 giờ chiều ngày 25 tháng 8, tính đến 14 giờ chiều cùng ngày, 11 trong tổng số 29 tuyến vận tải phà ở vùng biển Ninh Ba đã bị đình chỉ. 24 dự án ven biển cũng bị tạm dừng, 429 tàu xây dựng đã thực hiện các biện pháp an toàn tránh bão. Hãng hàng không Hồng Kông Airlines cũng thông báo hủy 4 chuyến bay giữa Hồng Kông và Okinawa, Nhật Bản trong 2 ngày 26 tháng 8 và 27 tháng 8 do ảnh hưởng của bão Kanun, theo truyền thông Hồng Kông. Trong khi đó, báo Liên Hợp của Đài Loan cho biết hãng hàng không Starlux của hòn đảo này cũng hủy các chuyến bay giữa Đài Bắc và Okinawa trong ngày 27 tháng 8. Và điều chỉnh thời gian của nhiều chuyến bay giữa hai nơi vào các ngày 26, 27 và 28 tháng 8. Sáng ngày 26 tháng 8, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong 4 cấp theo màu. Do khu vực miền Bắc nước này tiếp tục mưa lớn bởi ảnh hưởng của bão Doksuri gây lũ lụt nghiêm trọng ở một số nơi, tỉnh Hà Bắc, ngay sát Bắc Kinh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lên cấp 1, tức cấp cao nhất.
thành phố Bảo Định thuộc tỉnh này đã ra thông báo yêu cầu các cơ quan doanh nghiệp tại địa bàn làm việc tại nhà trong ngày 26 tháng 8 và không ra ngoài nếu không cần thiết. Còn tại Philippines, cơ quan khí tượng Philippines cảnh báo cơn bão số 6 có thể trở thành siêu bão vào ngày 26 tháng 8. Cơ quan quản lý dịch vụ thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines cho biết vùng áp suất LPA đã phát triển thành áp thấp nhiệt đới Kanun. Dự báo Kanun có thể mạnh lên thành bão nhiệt đới trong 12 giờ nữa và phát triển thành siêu bão vào ngày 28 tháng 8 với sức gió ít nhất 240 km/h, có thể gây thiệt hại đối với các thị trấn và khu vực ven biển. Đến chiều ngày 26 tháng 8, tâm bão Kanun cách đảo Luzon 835 km về phía đông nam với sức gió trung bình là 35 km/h gần tâm bão và gió giật 70 km/h. Kanun được dự báo sẽ di chuyển chậm trong 24 giờ tới theo hướng Tây Tây Bắc cho đến cuối ngày 27 tháng 8 trước khi chuyển hướng về phía Tây Bắc. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 8, Kanun sẽ gây ra trận mưa lớn tại khu vực Catanduanes và Bắc Samar. Philippines trung bình đối phó với khoảng 20 cơn bão một năm. Trước đó, siêu bão Talim đổ bộ vào nước này đã khiến hơn 400 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người mất nhà cửa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.